là ngày bắt đầu mà cho cái mũi khoan xuống khoan đầu tiên, thì buổi sáng ngày hôm nay tôi cùng với giáo dân Hải Dương Kim Lai trong nội thành thành phố Hải Dương lại tiếp tục ra để cầu nguyện một lần nữa, lại xin ơn các thánh tử vị đạo cho phép để chúng con được động thổ. Mưa thế bên nương mà chứ thiêng thế, mưa mà đọc kết với mưa đấy, lạ lùng đến như thế, lạ lùng lắm. Tôi phải nói thật với quý ông bà và anh chị em, bà con hôm nay quê hương đến đền thánh chúng ta, nghe tôi nói để chúng ta biết được là hay hôm ngày hôm nay chúng ta được ơn đấy, là chúng ta đến cái mảnh đất đền thánh cũ ngày xưa mà chúng ta được dâng một cái thánh lễ sốt sáng như thế này là một cái ơn rất lớn. Kính thưa đoàn hành hương, chắc là đoàn hành hương chúng ta không cần hỏi thì cũng đều biết, năm nay năm thánh các thánh tử vì đạo Việt Nam, cho nên được tổ chức hành hương tới các địa điểm, các nơi thánh do các đấng bề trên ngài chọn lựa. Giáo phận Hải Phòng, Đức Cha đã chọn đền thánh tử đạo Hải Dương là nơi hành hương duy nhất để gia đình giáo phận tới đây kín múc muôn ơn lành, đặc biệt lãnh nhận ơn toàn xá. Nhưng mà có ai trong chúng ta hiểu lý do tại sao mà năm nay thì giáo hội, hội đồng giáo mục Việt Nam cũng như là các đấng bề trên đã quyết định chọn để xin Đức Thánh Cha ban phép cho người tín hữu đi hành hương lãnh nhận ơn toàn xá? Thì đương nhiên nhiều người cũng hiểu vì năm nay kỷ niệm 30 năm các thánh tử vì đạo Việt Nam được tôn phong lên bậc hiền thánh. Nhưng mà cái ý sâu xa thì cần phải nói ra để cho gia đình hành hương chúng ta hiểu, chúng ta cảm nghiệm và chúng ta biết ơn, trả ơn các thánh tử vì đạo Việt Nam. Cái lý do ấy là những ai mà đã trải qua những năm 1988 ấy, hay đi nhà thờ, nhất là bà con giáo xứ Kẻ Sật ấy, thánh An Tôn ngày xưa thì gọi là An Quý đấy, thì có cái cảm nghiệm tôi gợi lại thì chúng ta biết ngay. Ở giáo xứ Kẻ Sật năm 1988 là cái năm mà giáo xứ chúng ta không có cha. Hình như năm ấy thì ở đền thánh An Tôn thì có cha sự thôi. Còn ở trong làng ấy thì cha Phêrô Đoàn Văn Kiểm đã rời khỏi giáo xứ Kẻ Sật rồi. Bởi vì ngài rời giáo xứ Kẻ Sật vào năm 1987. Như vậy là năm 88 là ở Sật ấy là không có cha, có cha Giô-xe Phạm Văn Sự ở đền thánh An Tôn nghỉ ở đó. Và không phải chỉ ở Sật đâu mà toàn địa phận, mà cũng chẳng phải toàn địa phận đâu mà toàn quốc ấy. Ngày mà Đức Thánh Cha Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong 117 các vị thánh tử vì đạo Việt Nam lên bậc hiển thánh là một ngày mà rất là long trọng, vui mừng, được tổ chức ở tại thủ phủ của giáo hội là đền thánh Phêrô ở Vatican ấy, thì không có một đấng bậc và giáo dân nào từ Việt Nam sang dự cả. Nhắc lại là không có một đấng bậc nào từ Việt Nam sang với Đức Thánh Cha để chung vui cái niềm vui mà Đức Thánh Cha đã tôn phong 117 những vị anh hùng ngã xuống vì đức tin được tôn phong lên bậc hiển thánh. Nếu có đấy thì chỉ có các cha, các nam nữ tu sĩ và giáo dân người Việt đang định cư ở nước ngoài, đặc biệt ở Mỹ, thì mua vé máy bay sang Roma, Vatican để tham dự và chung vui với cả gia đình giáo hội Hoàn Vũ. Ngày ấy là ngày mà Việt Nam được tôn vinh bởi vì cả giáo hội, cả thế giới đều biết đến Việt Nam là một nước nhỏ bé trên quả địa cầu có hình chữ S gì. Một nước đã chịu nhiều thiệt thòi trong các cuộc chiến tranh, nhưng mà lại là một nước kiên cường bởi vì một nước có tới những hơn 100 những vị thánh. Nhiều nước ở bên châu Âu là những nước mà đạo công giáo toàn tòng ấy, kiếm đến 10 thánh đã khó rồi, mà Việt Nam có tới 117 những vị thánh. Thì người ta bảo là cái ngày mà Đức Giáo Hoàng phong thánh cho 117 các vị thánh tử vì đạo Việt Nam ở tại Vatican, đền thờ Thánh Phêrô đấy, thì những người Âu Châu đấy mắt không cần vẽ đã xanh rồi, bởi vì họ không ngờ được là sao Việt Nam lắm thánh đến thế, không cần vẽ mặt mà đã xanh rồi, nghĩa là xanh cả mắt đấy, nghĩa là nghe thấy Việt Nam mà có nhiều thánh thế là sợ tới xanh mắt. Người Âu Châu mà phải bái phục người Việt Nam sao có lắm thánh thế. 117 vị thánh là một cái ngày mà rất vui mừng ở tại thành đô của giáo hội,
thủ phủ của giáo hội là đền thờ Thánh Phêrô ở tại Vatican, Roma, thủ đô của nước Ý. Thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhưng mà lại là một ngày chưa vui trọn vẹn đối với người Công giáo Việt Nam. Vì tôi nhắc lại là chính trong ngày ấy đấy, thì các đức Hồng Y, các đức Tổng Giám Mục, các đức cha và các cha cũng như giáo dân ở Việt Nam không có một ai có đủ điều kiện sang tham dự. Và cũng chính vì thế đấy, ở Việt Nam trong những giờ thời gian đó đấy, thì còn khó khăn mới qua các cuộc chiến tranh. Cho nên nhiều nhà thờ thì còn bị bom tàn phá, rồi các sinh hoạt tôn giáo thì cũng còn nhiều những cái bỡ ngỡ, rồi các đồ thờ phượng thì cũng thất lạc. Cho nên năm 1988 đấy, thì tôi nhớ là tôi là người giúp cha kiểm, là chú giúp lễ này. Năm 87 thì cha kiểm đi khỏi sạch rồi đấy. Năm 88 thì chỉ ở nhà thờ để châm nến nhà thờ thôi đấy. Thế chỉ biết được là thỉnh thoảng đi lễ ở đền thờ, ở đền Thánh An Tôn, cha Giuse thự sự dâng lễ. Còn ở nhà thờ sạch đi thì tối thứ bảy đền Tạ Mẫu Tâm Đức Mẹ kìa, trên bàn thờ trong tấm banh nhỏ mòn trắng sạch đấy. Đấy, nhà thờ sạch ngày xưa như thế đấy, tối thứ bảy làm gì có lễ. Nhưng mà vẫn nghe phong thanh là lạy Chúa Con Việt Nam chuẩn bị có 117 vị thánh, cả thế giới đều ngưỡng mộ, mà không biết được là có lễ hay không. Mà đến ngày 19 tháng 6 là ngày mà bên Vatican Đức Thánh Cha phong hiển thánh cho 117 các vị thánh ấy, thì ở tại sạt ấy cũng không có lễ. Đấy, cha sự ấy, bây giờ cũng không dâng lễ. Bởi vì tại sao? Dâng lễ bình thường thôi, như sáng ngày thường. Làm gì có bản văn để dâng lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam? Làm gì có? Lễ bình thường. Kính thưa đoàn hành hương của chúng ta, kể về cái chuyện của giáo xứ sạt quê hương của chúng ta, trong cái ngày vui cả giáo hội hân hoan mừng và kính phục quê hương Việt Nam chúng ta, giáo hội tại Việt Nam có 117 những vị thánh ấy, thì lại là một cái ngày mà đối với chúng ta, những người Công giáo chưa được vui trọn vẹn. Mà nếu chúng ta chưa được vui trọn vẹn ấy, thì 117 các vị thánh là những bậc cha ông của chúng ta về đức tin ấy, cũng không vui trọn vẹn. Con cái không vui, bố mẹ cũng buồn. Đấy, cái tâm trạng như thế. Mà tôi nhắc lại là không phải chỉ ở quê hương kẻ sạt chúng ta đâu. Nếu chúng ta, đây có gì này, chắc là gì, thì không ở sạt. Nhưng mà gì ở chỗ nào đấy năm 1988 thì gì làm gì có điều kiện để dự một cái lễ do một cha dâng mừng kính các thánh tử vị đạo Việt Nam. Không có. Thiệt thòi đến thế là cùng. Chính vì lý do ấy mà năm nay khi nghĩ đến kỷ niệm 30 năm ngày các thánh, 117 các vị thánh tử vị đạo Việt Nam được tôn phong lên bậc hiển thánh, các đức giám mục, các bề trên, các giáo phận ấy họp và đã nghĩ đến cái chuyện là 30 năm trôi qua rồi. 30 năm về trước ấy, những người Công giáo chúng ta cùng đồng hành với dân tộc còn đang trong những sự khó khăn cả về kinh tế, vật chất và tinh thần. 30 năm đã qua rồi, bây giờ nhà cao cửa rộng, xe to xe bé rồi, tiền ra tiền vào rồi, thì các đấng mới nghĩ là Chúa đã ban cho khá giả hơn trước. Vì thế mà mới quyết định tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày 117 các vị thánh tử vị đạo Việt Nam được Đức Thánh Cha, cha chung của giáo hội tuyên phong lên bậc hiển thánh, vinh danh cho cả thế giới biết. Đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chính vì thế mà lẽ ra đấy, những vào trong cái dịp này, năm nay năm thánh các thánh tử đạo ấy, thì là cái năm mà nếu trước đây 30 năm về trước chưa làm được thì năm nay phải làm. Nếu năm nay Đức Cha Địa Phận bảo là hãy đến đền thờ Tử Đạo Hải Dương, đền thánh Tử Đạo Hải Dương để hành hương ấy, thì các cha xứ và các xứ họ phải lên đường. Bởi vì tại sao thế? 30 năm về trước còn khó khăn, chúng ta chịu thiệt thòi, không được hưởng. Thì bây giờ 30 năm đã qua mà các ngài phù hộ cùng Chúa cho gia đình giáo phận, cho bà con Công giáo chúng ta khá giả hơn trước và đàng hoàng hơn trước rất nhiều, là ơn của các ngài. Bây giờ mình phải lên đường. Đấy, phải để làm sao cho cái lòng của các ngài ấm lên và cảm thấy hạnh phúc vì 30 năm về trước, ngày vinh quang vui vẻ như thế mà chưa được hưởng. Đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Và vì thế, cũng vì thế mà khi tôi đi cùng với các đức cha dự Hội đồng Giáo mục Việt Nam vừa qua được tổ chức ở tại Giáo phận Mỹ Tho, thì Giáo phận Mỹ Tho người ta cũng chọn một địa điểm là một cái nơi mà có thánh tử đạo là Thánh Phêrô Liệu, và mời các đức cha tới đấy để cử hành một cái lễ rất long trọng. Mà trong lễ đấy, đức cha chủ nhà cũng nói là
chúng con làm ấy để cho cha liệu đỡ tủi. Nghe rất là cảm động. Bởi vì 30 năm về trước ấy, thì cha liệu cũng là một trong 117 vị thánh tử vị đạo Việt Nam không được vinh danh, không được tổ chức một cái gì mà hoành tráng cả, rất âm thầm. Thì bây giờ có điều kiện rồi và dịp đón các đức cha tới để tham dự hội đồng giám mục, thì mời các đức cha tới để cho cha thánh liệu tử đạo đấy đỡ tuổi. Thì kính thưa đoàn hành hương, ngày hôm nay chúng ta đang hiện diện tại đền thờ các thánh tử vị đạo Hải Dương. Trong 117 các vị thánh thì có 4 vị thánh là người nhà của chúng ta, là người nhà của chúng ta, tức là của giáo phận Hải Phòng. Thì không 4 vị thánh đấy cũng không trừ kể thêm cả cha Vinh Sơn Đỗ Yến, nhưng mà cha Vinh Sơn Đỗ Yến thì lãnh phúc tử vị đạo ấy không ở mảnh đất này, ở cái chỗ khu khác của Hải Dương. Thì trong gia đình giáo phận của chúng ta có 5 vị thánh, mà tại đây thì có 4 vị thánh tử vị đạo. Nếu mà đức cha chủ nhà của giáo phận Mỹ Tho đấy, khi mà chào đón hân hoan các đức cha đến cái đền thánh của cha Phêrô Liệu để cử hành thánh lễ nhân kỷ niệm 30 năm ngày mà đức thánh cha tuyên phong các ngài lên bậc hiển thánh cho cha thánh Phêrô Liệu đỡ tuổi, thì khi chúng ta về đây này, chúng ta cũng biết được là chúng con về với các ngài cho các ngài đỡ tuổi. Bởi vì đền thánh tử vị đạo Hải Dương ấy, mà 4 thánh tử vị đạo đã đánh phúc tử vị đạo ở đây đấy, đây là nhà của các ngài, mà nhà nó bị phá rồi thì các ngài còn tuổi biết bao nhiêu. Để kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhà của các ngài ngày 7-8 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 7 năm 1967, khi mà bom Mỹ bắn phá miền Bắc thì 2 quả bom đã thả vào giữa cái đền thánh này và phá đổ gần như hoàn toàn nhà của 4 thánh tử vị đạo Hải Dương, là nhà của các thánh tử vị đạo, người nhà của chúng ta, của gia đình giáo phận Hải Phòng. Thì từ ngày ấy đấy, các thánh đã mong muốn gia đình của giáo phận nghĩ đến các ngài mà làm lại cái nhà cho các ngài. Thì kính thưa đoàn hành hương, sau một thời gian dài, gia đình giáo phận cũng đã rất nỗ lực và nhờ lời cầu nguyện chung của cả gia đình giáo phận thì nhà các thánh tử vị đạo Hải Dương đã có đất. Đây là cái diện tích đất mà chính nơi đền thánh ngày xưa đã được xây dựng. Chúng ta nhìn những cái bức ảnh cổ của ngày xưa của đền thánh, chúng ta còn lưu giữ lại, còn nhớ cái khu đền thánh cũ. Thế thì ngày hôm nay trong cái bầu khí, trong cái tinh thần 30 năm kỷ niệm ngày các thánh tử vị đạo Hải Dương được tuyên phong lên bậc hiển thánh, không phải chỉ ngày hôm nay đâu mà bắt đầu đức cha địa phận công bố chọn đền thánh tử đạo Hải Dương là địa điểm hành hương để đến đây để cho các ngài được ấm tấm lòng ấy, thì có nhiều đoàn hành hương đã đến rồi, nhưng mà vì cái khu này chưa làm được đấy, cho nên là các đoàn hành hương đều mượn nhà thờ Hải Dương để dâng thánh lễ rồi ra đây đứng ở tại mảnh đất này đọc kinh cầu nguyện ngậm ngùi và về với cộng đoàn giáo xứ quê nhà. Nhưng mà ngày hôm nay đặc biệt đấy, cho cha sứ Thanh An Tôn và cha sứ Ngọc Lý, quý thầy quý dì và các thành viên của hơn 30 hội chẳng mân côi, giáo sứ Thánh An Tôn, hội đồng xá đã đến đây nghe tiếng gọi của giáo hội mẹ, và đặc biệt là nghe được tiếng lòng của 4 thánh tử vị đạo Hải Dương, mà tôi nghĩ là được ơn đấy, được ơn. Được ơn bởi vì tại sao thế? Đức cha địa phận nói với tôi là cha tỉnh thu xếp ấy, để tôi về dâng lễ ở cái nhà nguyện mà cha đang làm ấy, trên cái đền thờ cũ đấy. Thì tôi bảo là thôi đức cha bận chuẩn bị đến ngày lễ các thánh tử vị đạo rồi, ngày mùng 6 tháng 11 đức cha về cũng được. Tôi cũng vừa nói thế nhưng mà tôi cũng để thử xem đức cha có nhiệt tình về hay không. Đức cha bảo không, vẫn về, tôi sẽ về cái nhà nguyện cha làm ấy, để dâng lễ ở tại đó trước ngày mùng 6 tháng 11 mà đức cha chưa về được. Đấy. Đức cha cũng mong muốn như một người cha muốn về để giống như là lời của đức cha giáo phận Mỹ Tho cho cha Phêrô Liệu đỡ tuổi. 4 thánh tử vị đạo Hải Dương luôn luôn mong gia đình giáo phận của chúng ta hiện diện ở đây, và đặc biệt là đức cha địa phận, nhưng mà ngài bận mà ngài chưa sắp xếp thời gian về được. Thế mà cha Isidoro nhanh trần thế, cùng với cả các thầy các dì đấy, rồi hơn 30 các thành viên của hội chàng mân côi đã mong mắn lên đường hưởng cái đấy trước rồi, hưởng trước đấy. Mà tôi cũng nghĩ là
nói là đoàn chúng ta dâng lễ ở đây là đoàn đầu tiên thì nói cũng không được đúng lắm. Chiều thứ bảy hôm vừa rồi thì có hai đoàn của cha Thăng ở tận Vĩnh Bảo và cha Năng ở Mỹ Động, các đấng cũng dẫn khoảng độ 500 giáo dân tới đây để dâng thánh lễ, nhưng bây giờ ghế chưa có cái gì cả, dự lễ ngồi bệt xuống đất đấy, nghĩa là chưa, theo như tôi là mới đến thì cũng có một thánh lễ ở đây rồi, nhưng mà lễ như thế này thì mới gọi là lễ này đấy, mặc niệm như thế này đấy, mà cái này thì chỉ có thánh An Tôn mới làm được thôi, đẹp là trông một cái là thấy lễ tử vi đạo ngay đấy. Mà nghe tin ấy, hôm nay có đoàn của giáo sứ thánh An Tôn về để hành hương kính các thánh tử đạo, ban truyền thông của giáo phận Hải Phòng tôi có bảo đâu, tôi ra đây đã thấy xuất hiện đây rồi đấy. Là bởi vì đây là một sự kiện rất lớn trong lịch sử xây dựng đền thánh, là giáo sứ thánh An Tôn mà do cha xứ cùng với các thầy các dì và cộng đoàn ngày hôm nay đến hành hương lĩnh ơn toàn xá, mà là đoàn đầu tiên đến đây tổ chức một thánh lễ rất long trọng, rất đàng hoàng, y như là đền thánh cũ vẫn còn vậy, y như đền thánh cũ vẫn còn vậy, là một cái ơn mà tôi nghĩ là hình như là giữa bốn thánh tử vì đạo Hải Dương ấy có họ với thánh An Tôn, hình như thế, giữa bốn thánh tử đạo Hải Dương ấy có họ với thánh An Tôn đấy thôi. Không phải chỉ có cha xứ thánh An Tôn Isidoro đâu nhá, mà nó có một cái sự trùng hợp rất là lạ, là bởi vì cha xứ Ngọc Lý cũng là tên thánh An Tôn đấy, cha xứ Ngọc Lý cũng là thánh An Tôn, cho nên tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại là không hiểu tại sao mà bốn thánh tử vị đạo Hải Dương có họ với thánh An Tôn hay sao ấy, mà ngày hôm nay cho các đấng mà có thánh An Tôn quan thầy cũng như là đang coi sóc giáo xứ thánh An Tôn được hưởng cái vinh dự này. Khi được hưởng cái vinh dự này, chúng ta tạ ơn Chúa vì chắc là Chúa cũng ban cho ta nhiều ơn lành, và đặc biệt bốn thánh tử vì đạo Hải Dương chắc cũng ban nhiều ơn lành cho bà con giáo dân giáo xứ thánh An Tôn quê nhà, bởi vì chúng ta được hưởng rất nhiều. Cho nên ngày hôm nay các thánh cũng mời chúng ta đến đây để cho các ngài đỡ tuổi, nhưng mà cũng là một bổn phận và trách nhiệm. Và vì nghĩa là ngày hôm nay chúng ta được hưởng một cái ơn lớn như thế đấy, thì các thánh tử đạo cũng muốn nói với chúng ta là chúng ta có thể làm được cái gì, chúng ta cố gắng làm cho các thánh tử vì đạo. Trong công trình các thánh tử vì đạo đã bắt đầu tiến hành xây, Đức cha Địa Phận khi mà được tấn phong làm giám mục thì ngài có hứa với bốn thánh tử vì đạo rằng con sẽ cố gắng phục hồi lại đền thánh tử vì đạo. Đấy là lời Đức cha Hải Phòng nói với tôi. Ngài bảo là tôi cứ ấp ủ cái lời đấy 4 năm trời mà tôi không nói ra. Tôi đợi đến cha Du Xe Dương Hữu Tình là người đồng hương từ ở Roma, mà người đồng hương ở kẻ sạt đấy về, tôi mới nói với cha là cha phải về Hải Dương. Thế tôi bảo thưa cha, Đức cha bảo con về Hải Dương thì con về. Nhưng mà cha về để cha thực hiện cái điều mà tôi hứa với bốn thánh tử vì đạo Hải Dương là xây dựng lại đền thánh. Đức cha là người kẻ sạt, Đức cha lại trao cho tôi là người kẻ sạt. Tôi cũng nghĩ là có một cái duyên gì đấy giữa kẻ sạt của chúng ta, thánh An Tôn với bốn thánh tử vì đạo Hải Dương. Trách nhiệm mà gia đình giáo Phật giao cho tôi, giao cho Đức cha, giao cho tôi, cho quê hương kẻ sạt chúng ta rất lớn, nhưng cũng là một vinh dự. Chúng ta cầu nguyện xin ơn Chúa ban cho Đức cha Địa Phận, ban cho tôi, ban cho quý ông bà và anh chị em nhiều ơn lành. Khi chúng ta dâng lễ ở đây có một chi tiết nữa mà tôi muốn chia sẻ. Ấy là khi mà chuẩn bị động thổ để xây dựng đền thánh thì có hai cụ nhiều tuổi, cụ chắc ngoài 70, có cụ gần 80, đi vào tận nhà thờ Hải Dương xin gặp ông cha nhà thờ. Thưa cụ, con đây là linh mục của nhà thờ. Có phải cha là cha nhà thờ Hải Dương? Vâng, chuẩn bị xây cái nhà thờ ở đền thánh chỗ Bình Hàn không? Vâng ạ. Này, nói cho cha biết, nếu mà cha muốn động thổ để xây cái nhà thờ, đền thờ ở chỗ đền thánh ấy, cha phải làm phép lem tem gì bên đạo ấy nhá. Cụ lem tem gì ạ? Bởi vì tôi ở đấy nhiều năm, ở cái khu đất đền thánh nơi mà có các thánh ấy, ngày xưa các ngài chết ở đấy đấy, cái linh khí rất dày, linh khí ở đây rất dày. Cha không thể thuê người đến tự dưng mà cho cái máy khoan xuống khoan được đâu. Cụ nói được bên nương đấy,
không phải tự dưng thuê cái thợ khoan cho máy khoan xuống khoan được đâu. Linh khí ở cái khu đất đền thánh này rất dày. Cho nên ý, bên nhà đạo của cha đấy, tôi không biết bên nương người ta mời thầy cái thứ đến để hoa quả đốt vàng mã như thế nào. Nhưng bên đạo ấy, thì bên các cha, các linh mục ấy, phải làm cái phép gì đấy. Chính vì thế mà trước khi động thổ xây dựng đền thánh, thì ngày mồng 6 tháng 11 năm ngoái đấy, nhân ngày lễ kính các thánh tử vì đạo, Đức cha đã phải làm phép toàn bộ khu này. Làm phép đây, ngài đi vậy đức phép đấy, chưa hết. Cho đến ngày mai là ngày bắt đầu mà cho cái mũi khoan xuống khoan đầu tiên, thì buổi sáng ngày hôm nay tôi cùng với giáo dân Hải Dương, Kim Lai trong nội thành thành phố Hải Dương lại tiếp tục ra để cầu nguyện một lần nữa, lại xin ơn các thánh tử vì đạo cho phép để chúng con được động thổ. Mưa thế bên nương mà chứ thiêng thế, mưa mà đọc cái rồi mưa đấy, lạ lùng đến như thế, lạ lùng lắm. Tôi phải nói thật với quý ông bà và anh chị em, bà con hôm nay quê hương đến đền thánh chúng ta, nghe tôi nói để chúng ta biết được là hay hôm ngày hôm nay chúng ta được ơn đấy, là chúng ta đến cái mảnh đất đền thánh cũ ngày xưa mà chúng ta được dâng một cái thánh lễ sốt sáng như thế này là một cái ơn rất lớn. Nhưng mà tại cái mảnh đất chúng ta đang dâng thánh lễ đây thì cũng là một cái mảnh đất rất thiêng. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta đến đây dâng lễ, rồi sau thánh lễ chúng ta sẽ hôn xương thánh. Đây chính là hài cốt của các ngài, các đấng ngày xưa bị điệu đến đây để lãnh phúc tử vì đạo, hôm nay lại được đưa ra đây để cho con cái được hôn kính. Đương nhiên khi chúng ta tới đây chúng ta muốn để lãnh nhận ơn toàn xá, nhưng mà chúng ta cũng mang biết bao nhiêu những thao thức gia đình, của những người thân trong gia đình và có khi của chính chúng ta, ốm đau bệnh tật, hạnh phúc gia đình, công ăn việc làm, học hành của con cái. Khi chúng ta nên hôn kính xương thánh của các ngài, chúng ta âm thầm xin với các ngài. Tôi nghĩ là lòng thành của chúng ta và sự tốt lành, phúc đức của các thánh tử vì đạo Hải Dương, ngày hôm nay chúng ta lãnh nhận được rất nhiều ơn lành mà ai đi dự ngày hôm nay thì cảm thấy là vô cùng là phấn khởi. Mà ai ngày hôm nay vì ốm đau bệnh tật hay vì lý do không đi được ấy, về nghe kể lại thì tiếc cho đến chết. Và vì nếu có đi đấy thì là người thứ hai rồi. Đây là lời đầu tiên này, đoàn đầu tiên ngày hôm nay cử hành một lễ kính các thánh tử đạo long trọng nhất từ ngày mồng 1 tháng 7 năm 1967 khi bom Mỹ phá đổ đền thờ tử đạo Hải Dương. Thì hôm nay là thánh lễ đầu tiên long trọng nhất được cử hành. Mà tôi nghĩ linh khí của các thánh hôm nay trở về nghi ngút. Cho nên ai về ngày hôm nay cũng đầy tràn ơn phúc của Chúa. Và tôi nhắc lại, khi hôn kính xương thánh của các ngài, chúng ta xin ơn các ngài. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để chúng ta tuyên xưng đức tin.